ย้ายเดือดความหย่อยมันทวายน้ำในอย่าเห็นตั้มเต้ยถือยงสุขรีทูทูหายเยอะก่อนยับเอาเรือกายนี้ได้ดาวมาขอขอบเจ้ายังยังเดียเพิ่งเอาเรือกายนี้ได้ดีเอาเฮ้ยกับแม่นะยุ้ยเฮ้ยกับแม่นะยุ้ย23tuổi trẻ 23 tuổi cứng nhắc luôn mà phải ra không? Còn con kia 46 dạ Sally 46 tao nhỏ hơn mình mấy tuổi sống lễ tạ ơn lặng thổ chứng minh Thank you.
buồn bình thẳng vẫn đủ sống, nghe đẹp chưa, vẫn an toàn, chỉ dẫn người năm một chút thôi, đừng tự ái, đừng nóng giận là mình sẽ thành công. Nhưng mà nói rõ nha, năm nay, năm tới nữa em sẽ làm việc trong cái chỗ này ít nhất là hai chức vụ hoặc là hai ngành nghề, nghe cho rõ chưa. Còn tiền lương mà người ta có lên cho em hoặc là không á thì chị Dương cũng biết, nhưng mà chị nói trước là công ty này em cũng có hai trách nhiệm đổ lên năm lại. Chúc em làm tròn ông hổ ơi bạch hổ thịnh hài, nghe tiếng con xin cho cậu quyền trung tính, tam tay năm đầu ông độ cho cậu năm dần suôn sẻ, ai gặp khó khăn chỉ còn cậu trung tính mọi sự bình an. Chị Dung xin báo cho em biết số vợ chồng em có nhà riêng, nghe nè, nhưng mà chưa đủ tiền làm ghen mới có, chứ còn đợi đủ là thôi, nghe định chưa. Thì bởi vậy 3 năm nữa 4 năm nữa bất ngờ cơ hội cứ mùa mà bà cũng lại đủ nha, chứ phải bây giờ nha. Lại nhưng mà số là có nhà riêng, chúc mừng em, nhưng mà phải 3 năm nữa hoặc 4 năm nữa mày hãy cho cơ hội đời hơi chút trung tính. Anh nói may mắn chọn năm nay, chúc em bình an rồi. Bây giờ em gửi tâm tay này, em đừng dòm lại nha. Và em vô nhà luôn đi, rồi đó, em muốn làm việc lắm. Thôi, vô nhà luôn, rồi, không được dòm lại. Rồi, vô luôn. Rồi, 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 nhờ, nhờ cái cô gái đẹp đó ghi tên đi. Cô gái đẹp ghi tên cho em trai đi. Rồi, lưỡi bà chấm này ghi tên cho em trai đi. Ăn miếng xôi mà nó mắc nghe cái cổ họng nè. Cho anh Nguyễn Hữu Danh tội nghiệp lắm mẹ, lớn tuổi rồi có những lúc bận không biết dựa cho ai, có những lúc buồn không biết chia sẻ cùng ai. Xin lỗi anh Danh, anh em có vợ có con thì cũng chỉ là một cái người thôi, cái công là một sự chia sẻ. Em còn đâu anh nghe chuyện tôi nói không, phải nói là kiếp trước anh dai nhiều quá, cho nên bây giờ anh phải trả, đi làm để trả nợ, trả nợ đời nợ người nợ tiền, trong đây nhà trả nợ gia đình, ủ cô mạnh năm lại. Mẹ ơi hãy cứu Danh Danh, đó là mẹ thương, cho anh Danh được sức khỏe tuyệt vời, không đau không bệnh minh mẫn. Rồi sau nữa là xin mẹ cho anh Danh có việc làm và có người mới kẻ tương trong việc làm, mãi mãi suôn sẻ, mãi mãi nhiều điều để anh, đó là nguồn an ủi cho anh, để anh có tiền mà vượt qua những sóng gió. Chứ còn bây giờ thật sự mọi điều là anh đều đã tập bóng tối, cho nên không phải là sáng sủa. Xin lỗi, công an việc làm, gia đạo, tiền bạc, chỗ ở, mọi thứ trên đời này hiện bây giờ anh đang là một người phải nói là xin hãy cứu cho anh Lê Hữu Danh. Tội nghiệp lắm mẹ, anh sống nhờ người dân không đó mẹ, nhờ trời nhờ Phật đó. Nếu mà trời không độ, mà Phật không che, mà bà không giúp, là 5-7 lần được té chết hoặc là gặp cái tai nạn mà để chết nữa, chứ không phải là an toàn đâu. Anh nghe chuyện tôi nói không, cầu mong mẹ ơi, mẹ hãy thương anh Danh, mẹ hãy giúp anh Danh, mẹ hãy
đồ anh dân đoán được thành công với mẹ. Tôi thiệt lắm mẹ, anh có lòng lắm mẹ ơi. Có thầy Bích Huyền có hai à. Cô nhỏ thầy Bích Huyền ông đó đâu dạ. Xin trả lời à. Được cứ tặng ở đâu hả? Cho nó một mùa vui vẻ không gì hết. Nhưng mà cái xây dựng trọn đời á là không có đủ nợ đâu. Nhưng mà là một người bạn vui đúng rồi bạn gọi là tinh thần là được rồi. Anh nghe tụi tôi nói câu lại chị Bích Huyền cũng có hoàn cảnh như anh đó, nhiều gai go cuộc đời, nhiều sóng gió để chị Bích Huyền nói như vui là chị cũng có hoàn cảnh đáng thương lắm. Chia sẻ nhớ nghe anh số nhà 576 sẹt 56 sẹt 6 Quang Trung phường 11 quận Gò Vấp. Xin mẹ thương ngay tháng 2 này đổ lên mẹ cho anh danh ổn định việc làm sự nghiệp công nhân tất cả tốt và toàn thể gia đình của anh danh từ xa tới gần từ lớn tới nhỏ bình an năm lại tạ ơn bà. Gần xa đâu đã tới một cha hậu gần đã kêu. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Dần, cũng là ngày yêu năm mẹ ngũ hành, để cầu chúc cho gia đình của năm bà năm sức khỏe thật giỏi và ổn sớm, nhân dân ở địa phương ai được sức khỏe được mua may bán đắt. Thank you.
và xin thầy cảm ơn.